Hello anh em, hôm nay mình lên cho anh em một cái tủ chuyên về làm xe tải, mã của nó là 55293 nha các anh em. Mình cũng nói trước với anh em là khi mình mua một cái tủ này á là chuyên về làm xe tải nha các anh em. Thì tầm khoảng 2 tấn rưỡi hay 3 tấn rưỡi đổ lại á thì các anh em chơi những cái đầu tiếp 3/4 thì rất là nhiều. Nhưng trên cái bộ này sẽ có những cái gì mà để làm mà các anh em phải chú ý vào đó, nó rất là nhiều đồ chuyên dụng. Trước tiên thì anh em mua một cái tủ á, thì mình cũng nói trước với các anh em là sẽ có một khẩu súng bằng hơi 1000 Newton nha các anh em. Đây là đầu 1/2, rất tiện lợi trong cái quá trình mình mua cái tủ mà có luôn một cái khẩu súng nữa. Wow, cái này nó sẽ hữu dụng cho các anh em cái việc mình có súng thêm nữa. Thứ hai là trên cái bộ này luôn luôn sản phẩm và luôn sẽ có những cái bộ tiếp, ba đầu tiếp rồi chuyên mở những cái dòng xe hạng sang 17, 19, 21. Bản thân ở đây màu trắng này có vỏ nhựa để chống xước nha các anh em. Thì ở đây là mình có hai sản phẩm đi theo. Giờ mình sẽ tả sơ về một cái tủ 55293 này nó có ưu điểm và nhược điểm như thế nào, và mình sẽ mở tung tất ra hết luôn cho cả anh em xem. Thứ nhất về hình thái anh em cũng xem, đều không có một cái ở trên mặt bàn ở trên đó đều là khung nhựa. Và mặt bàn sàn dưới này anh em có thể đặt những cái mặt ghê hoặc những cái đồ nặng để vẫn đây vẫn được nha các anh em. Rất chắc chắn có hai tay cầm để đẩy và một ổ khóa ngăn hông, có 4 ốp để chuyên bảo vệ ở khung quá trình mình đẩy bị cấn tủ. Cấn tủ thì nó sẽ có cái độ mà cao su nó sẽ làm giảm va chấn rồi. Cái cuối cùng là khi mà cái tủ á, khi di chuyển thì anh em sẽ có 4 bánh xe, hai cái định hướng và hai cái xoay. Và luôn luôn sẽ có bánh khóa. Với một cái dàn tủ này thiết kế theo kiểu màu tông đen đỏ đấy, những cái phòng radar mà thiết kế màu tông đen đỏ rất đẹp, rất bắt mắt. Ok, mình sẽ mở ngăn đầu tiên cho các anh em xem. Thì theo thông thường những cái dàn tủ này á thì sẽ có những cái bộ cà lê vòng miệng như này, thì nó có nhỏ nhất là cây 6 ly nha, cho đổ dài lên cái cây 32 ly như thế này. Đều là hàng chữ nổi nha các anh em, chữ có gia tô đàng hoàng luôn, có mã số, rồi sau này anh em muốn mất cây nào hoặc bị hỏng cây nào thì anh em có thể đặt mua, chỉ đặt trên cái mã này thôi nhé. Rồi thứ hai bên hộp này á, thì anh em sẽ thấy những cái đầu mũi vít như này nó dạng 6 cạnh mà 12 cạnh và lục giác như thế này vẫn có luôn. Có dài có ngắn có, và có cả luôn cái đầu chuyển 3/8 và 1/2 xuống 3/8 nha các anh em. Và 3/8 xuống đầu 3/8 luôn. Đấy. Anh em hãy xem. Trên ngăn thứ nhất này nó có rất nhiều đồ rồi. Rồi, ngăn thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ thấy là trước tiên anh em sẽ thấy những cái đầu tai lắc 1/4 như thế này. Có khóa luôn nha các anh em. Có những cái đoạn ngắn dài như thế này để hỗ trợ mình nối sâu vào, và công dụng cái tai lắc 1/4 này nó sẽ ráp như thế này. Rồi, đảo chiều vẫn được luôn. Rồi, kèm theo đó có những cái đầu tiếp nhỏ nhất là 3,5 cho đến 14 nha. Đấy là đuôi của 1/4 hết. Thì có những cái dạng tiếp dài như thế này đi theo cho một cái khay này luôn. Đấy. Rồi thứ hai nữa là ở giữa chúng ta sẽ thấy là những cái tai lắc 1/2 cũng có khóa luôn nha các anh em. Đây bi khóa lại. Thì gồm có những cái tay nó dài, tay cong và tay lắc léo như này là đảo lên đảo xuống là đấy. Rồi những cái này là thường thường là buji, buji có 21 và buji 16 là chuyên làm những cái dòng ô tô con. Thì ở những cái tiếp này nó có loại tiếp ngắn cho các anh em là khoảng là từ 10 cho đến đổ ngược lên tới 32 ở đây. Tiếp rất to nha các anh em. Rồi, cái khay thứ ba thì chúng ta sẽ thấy là nguyên một bộ khay kìm, gồm có kìm nhọn nè, kìm nhọn cong cũng có nè, rồi tới kìm cắt và kìm đầu bằng như thế này các anh em. Nhìn hàng rất chất và chuẩn luôn nha. Khay thứ ba thì sẽ chuyên về những cái bộ tu vít, tháo những cái đồ nhựa hay đồ điện á, thì các anh em xem lưu ý cho mình là những cái bộ này nó sẽ có ngắn có dài có, đây là nhít dẹp nha các anh em. Ngắn dài có đủ các dòng ly nhỏ to luôn, size ly nhỏ to có hết. Và ở đây là dạng dầu đầu tu vít bạc ke, thì cũng có loại ngắn có, loại ốm dài cũng có, loại hơi mập ngắn cũng có, thì tất cả nó có ngắn dài. Ở ngăn thứ ba này chúng ta sẽ thấy là những cái kìm, dạng kìm như là kìm bấm chết thuộc dạng là mở bằng kiểu này nha các anh em. Chỉ bấm cái là bung ra, không phải những cái loại mà kia đẩy ra, đẩy này rất là khó nha các anh. Nhưng ở đây thì thiết kế là mở ra bấm bật cái là xong. Thì gồm có đầu băng, cây
dạng là cây nhỏ hơn à, cũng có luôn cho các anh em. Rồi ở đây cũng có dạng là đầu bấm ở dạng hình chữ C à, chữ C như thế này nha các anh em, bóp vào à, anh em bấm tone hay cái gì đó thì cần phải làm bấm, các anh em chơi cái này rất là hữu dụng. Ở đây thì có 3 ngăn 1, 2, 3, kèm theo là ngăn thứ tư là không có gì hết nha các anh em, lưu ý nha, chỉ có 1, 2, 3 là sẽ có ngăn những cái đồ nghề chuyên dụng của mình thôi. Còn ngăn thứ tư này và ngăn thứ năm này thì anh em cần những cái món đồ mà cần phải mua thêm và như theo nhu cầu của các anh em á, là cần phải sắm thêm những cái bộ nào thì ở dạng mở hay lắc hay tháo cốc lồng dầu hay cái bộ exit đó nó cũng được, thì anh em sẽ đặt vào cái ngăn thứ tư và thứ năm này nha các anh em. Đây là hai ngăn để khoảng trống, và lưu ý video clip này chứng thực hoàn toàn là ngăn thứ tư thứ năm này sẽ không có đồ. Và xuống cái ngăn thứ sáu, đây mới gọi là chủ đạo chính về mở xe tải. Thứ nhất là đây là cái bộ tháo những cái lò xo nhíp à, những cái lò xo nhíp rồi kèm theo là cái bộ cảo bi nè, đây cảo bên ngoài. Rồi thứ hai nữa là đầu mũi vít này dạng như mình đóng á các anh em, thì nó sẽ có cái bộ liên kết đóng như thế này đây, thấy chưa các anh em. Đấy, mình chưa có lắp vào, đóng thì nó có trái phải cho các anh em luôn nha. Cứ cập vào đây để mình làm xuyên xe tải thì sẽ cần những cái bộ này là tháo những cái đầu ốc vít nè. Rồi bộ này là chuyên về làm những cái mở những cái vòng bi trong. Đấy, anh em sẽ làm như thế này, cái này là đang mở ra rồi, của nó là phải như thế này à, đầu này sẽ bóp vô đây là các anh em xem, ba chấu này sẽ bóp vô thì mở những cái vòng bi trong đó các anh em, nó rất hữu dụng luôn nha. Bộ này đi theo đây, thấy chưa. Rồi anh em sẽ tăng lên đấy, rồi anh em chỉ việc đẩy rồi rút lên. Rồi kế tiếp thì sẽ có một cái khay chuyên về làm lớp nha à, đây là những cái đầu la vi nè, mà nãy lớp nè, cây ngắn cây to cũng có, cây ngắn chung cũng có, là làm ô tô con nè à, đây là hỗ trợ ra nè, vẫn có luôn nha. Đấy, đối với những cái như là ba xe tải mà có những cái tanh á, thì đây là cái hỗ trợ để nảy tanh, đóng tanh ra. Và ở đây là cái kèm kẹp để khi mình nảy cái lớp ra à, để cập vào, cập kê vào. Thì mình chỉ hiểu nôm na như thế. Ok, mình xuống ngăn thứ 7 à, ngăn thứ 7 thì nó chơi cái bộ này rất quá ok. Thứ nhất về mình nói đây là đầu 3/4. Đây, có khóa luôn nha các anh em, yên tâm nha. Khi mình quá trình mình lắp vào á à, lắp vào như thế này nó sẽ không bị rơi rớt trong quá trình vặn nữa các anh em à, con này nó lại đảo chiều. Và cái cách thức lắp ráp á thì cũng không khó cho các anh em đâu. Đây, thứ nhất là có một cái cây tay công như thế này, cũng có cái bi khóa luôn, chỉ cần cắm vào đây đấy, như thế này thôi là anh em sẽ có khóa được rồi. Đấy thì anh em tháo ra thì lắp lại, nhả trả về vị trí cũng được. Thì mình cũng nói sơ thì có những cái tay nối cho mình nữa, hỗ trợ nối ra cũng vẫn có cái đầu nữa. Đầu này có thể nó ráp ở đây được nè cái này à, nối dài ra nữa à, luôn cho mình. Và nó sẽ có một cái cây là chuyển đổi trái phải, mình mở mình quay ở giữa đó, mình làm tháo ốc rồi á thì cái này rất là tiện lợi, to lắm nha các anh em à, cái này chống khoảng 18-20 ly lần đó nha. Rồi cũng có một cái đầu chuyển góc 180 độ như thế này luôn nha các anh em. Ok, ở đây cái bộ này là sẽ là bộ tiếp 3/4 nha các anh em, có đủ số cho các anh em luôn. 19 nè, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 32 à, 34, 36, 41, 46, 50 và 55 đầu 3/4 hết nha các anh em. Đều mở bằng tay hết, đều mở những cái dòng xe tải khoảng 3 tấn rưỡi đổ lại đó các anh em. Rất hữu dụng cho các anh em luôn nha. Rồi cuối cùng là ở đây chúng ta sẽ có những cái bộ tiếp như thế này, đặt vào đây nha các anh em. Và một khẩu súng này luôn luôn đi theo sản phẩm, có luôn cho các anh em nha. Những cái đồ này thì nó nằm hoàn toàn là nằm ở trong tủ luôn. Khi các anh em mà mua những cái tủ này sẽ có theo á, thì anh em sẽ lưu ý nó sẽ nằm ngăn cuối cùng nha, lưu ý cho mình ở phần đầu đó. Thắc mắc như nào á, anh em chỉ việc liên hệ đến website của yato.vn hoặc là số hotline 0936318800 thôi. Xin chào tạm biệt các anh em.